Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh rà soát hiện trạng sử dụng đất hai bên bờ sông Sài Gòn, xác định quyền sở hữu để lên phương án khai thác hợp lý, đề xuất điều chỉnh phạm vi chiều rộng hành lang bảo vệ trên bờ theo từng đoạn tuyến sông. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông Sài Gòn trên địa bàn thành phố. Sở Giao thông Vận tải được giao tổ chức lập và công bố mép bờ cao quy hoạch sông đối với các khu vực chưa công bố, đề xuất phương án điều chỉnh phạm vi chiều rộng hành lang bảo vệ trên bờ theo từng đoạn tuyến sông phù hợp với điều kiện thực tế. Sở Quy hoạch Kiến trúc cần đánh giá tổng thể 50 đồ án quy hoạch phân khu đã được duyệt dọc hai bên bờ sông Sài Gòn từ huyện Củ Chi đến quận 7. Nội dung đánh giá là mối quan hệ, tính kết nối về giao thông, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và sử dụng đất hai bên bờ sông, làm rõ điểm nổi bật về vị trí, cảnh quan và sử dụng đất của từng khu vực. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố giao lập điều chỉnh quy hoạch, thiết kế đô thị hoặc quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan dọc sông nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo thống nhất về tổ chức quản lý, không gian, cảnh quan trên toàn bộ tuyến sông.